Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong quá trình xử lý nhà thuộc sở nhà nước. Đối với nhóm nhà bán đấu giá giao sở xây dựng chủ trì, khẩn trương lập thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các nhà đã đầy đủ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hoàn thành việc xác lập quyền sở hữu toàn dân ít nhất là 3 nhà thuộc sở nhà nước trong tháng 8 năm 2022. Sở Tài chính có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt để tổ chức thực hiện thời gian hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 năm 2022. Đối với nhóm nhà bán cho hội liên kề, giao sở xây dựng khẩn trương chủ trị thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại thông báo số 264. Đối với nhóm nhà đang cho thuê, thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ được giao tại kế hoạch số 43 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến ngày 15 tháng 9 năm 2022. Sở xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đã được gia hạn.